Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà cô chị Nhí ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi nè. Cái này để quýt luôn vậy, bít bầu luôn ha, quanh to. Sơ lược bộ đế cho quý vị xem. Luôn mới về ha, cây bíp bẹp luôn. Rất đẹp. Rồi, chào chị. Rồi, chào anh Tâm. Con xin chào cô chú anh chị Tâm Đồng Quốc ạ. Hôm nay con có về lô mai phôi mới, giá hạt Thủ Đức, mật bông từ 5 tới 12 cánh. Rất mong cô chú anh chị xem hết clip ủng hộ cho con ạ. Số điện thoại con là 0939 693 số 02, cũng là số dưới lỗ con luôn. Hình thức bên con cũng là bao ship toàn quốc nha cô chú. Dạ, con xin phép vô mã cây số 1 nha. Rồi, số cây 1 này rất là đẹp luôn nè. Chiều cao nó là 53. Hoành là 17,5 tới 17. Quá đẹp luôn. Dáng nè, rất là xinh ha, đế thì đều luôn nha cô chú. Rồi mã 1 vô lưu giá là 350. Rồi, 350 thôi. Giá mềm luôn. Mã số 2. Chiều cao là 66. Hoành là 24 hoành. Quá sức nè, hậu đế nè. Bíp luôn. Rất là đẹp luôn nha cô chú. Tổng to lực ha. Đế bít bầu hết luôn. Rồi mã số 2 vô lưu giá là 800. Rồi 800. Mã số 3. Chiều cao là 81. Hoành là 25. Nào, quá sực bộ đế nha cô chú. Ôm không giáp luôn. Vip luôn. Dáng đẹp chì cành đều luôn. Rồi mã số 3 vô lưu giá là 800. Rồi 800. Mã số 4. Chiều cao là 85. Hoành là 22. Đế đóng đều hết luôn nha cô chú. Trải đều mặt bầu hết luôn. Không có trống chỗ nào hết. Chi cành thì đều luôn. Miếng trực rất là đẹp luôn nha cô chú. Rồi mã số 4 vô lưu giá là 400. Rồi 400. Mã số 5. Cây này dáng đẹp luôn, đế vip luôn. Chiều cao nó là 82. Chi cành đóng đều rang luôn nha cô chú. Hoành nó là 30 hoành. Đây, cây này con xin báo cho lỗi chút xíu, nó bị lũa nhưng mà nó liền nha cô chú. Nó kéo còn tí xíu nữa là nó liền luôn rồi nha. Về thời gian nữa là nó lành luôn. Cây rất đẹp luôn nè. Đó, bộ đế vip luôn. Rồi mã số 5 vô lưu giá là 800. Rồi 800. Mã số 6. Cây này rất là vip luôn nha cô chú. Rồi dáng trực. Nồi đế đẹp. Chiều cao là 1m13. Hoành nó là 28 rưỡi gần 29 luôn nha cô chú. Hoành rất là to luôn. Độ sổ nôm nó là 28. Tổng cái bộ đế của nó cho cô chú anh chị mình. Nó là 1m28 nè, 128. Quá sức luôn. Nè, bít hết bầu luôn, không còn trống chỗ nào luôn nha cô chú. Kẹo luôn. Quá vip luôn. Chì cành thì đóng đều rang luôn. Quá sức bộ đế rồi. Rồi mã số 6 vô lưu giá là 3 triệu. Rồi 3 triệu, có em cây đẹp.
Mã số 7. Chiều cao là 64. Hoành là 23 hoành. Đó, dáng đẹp đế đẹp luôn. Cây này rất là xinh luôn nha cô chú. Rồi mã số 7 vô lô giá là 750. Rồi 750. Mã số 8. Rồi để luôn. Chiều cao là 88. Hoành là 24,5 đến 24. Đó đế nè. Quá VIP luôn. Rất là đẹp luôn. Này cái rễ này nó bị gãy miếng con tha keo rồi nó sẽ liền lại nha cô chú. Rồi mã số 8 thì lưu giá là 700. Rồi 700. Mã số 9. Chiều cao là 40. Hoành là 28 hoành. Cây này rất là đẹp luôn nè. Lực cây ha. Hậu đế VIP luôn nè cô chú ơi. Cây này đúng bonsai luôn. Rồi mã số 9 cho lưu giá là 850. Rồi 850. Mã số 10. Chiều cao là 58. Hoành là 22. Đó, bộ đế nè cô chú. Đế đẹp luôn. Rồi mã số 10 lưu giá là 450. Rồi 450. Số 11. Chiều cao là 60. Hoành là 23 hoành. Đó, lê nè. Rất là đẹp luôn nha cô chú. Dáng đẹp chi cành đều luôn. Rồi mã 11 vô lưu giá là 500. Rồi 500. Cái này hoành to nè. Mã 12. Cây này làm bầu do hơi nghiêng xíu về cô chú. Mình trồng mình ấy lại ngay lại đứng lại nha cô chú. Chiều cao là 1m14. Hoành to luôn. Hoành là 31 hoành. Quá sức nè. Đế cộng to lực luôn. Chi cành là đều rang nha cô chú. Từ dưới lên tới trên luôn. Cây này rất là đẹp luôn. Ở ngoài là nhìn rất là lực cây, rất là đẹp luôn. Rồi mã 12 con vô lưu giá là 1,7 triệu. Rồi 1,7 triệu. Mã 13. Chiều cao là 78. Hoành là 27 hoành. Quá đẹp luôn. Đây tổng to lực. Rồi mã 13 vô lưu giá là 750. Rồi 750. Mã 14. Ồ đế VIP luôn. Chiều cao là 52. Hoành là 25 hoành.
tế vàng tươi luôn nha cô chú. Rồi mã 14 vô lưu giá là 650. Rồi 650. Mã 15 chiều cao là 40, hoành là 20. Rồi mã 15 như lưu giá là 300. Rồi 300. 16 chiều cao là 60, hoành là 24 hoành. Đó đế nè cô chú, quá sức bộ đế luôn. Rồi mã 16 như lưu giá là 600. Rồi 600. Mã 17 cây đẹp luôn, chiều cao là 68, hoành là 21 hoành. Cây này đây nó bị lũa miếng nhưng mà nó liền nha cô chú, nó liền luôn rồi đó, còn có tí nữa thôi. Cây này dáng quá đẹp luôn. Rồi mã 17 vô lưu giá là 450. 450. Mã 18 chiều cao là 76, hoành là gần 27 nha cô chú, 26,5, tính 26 thôi. Quá đẹp bộ đế luôn. Rồi mã 18 cho lưu giá là 600. Rồi 600. Dán trực 19 bình gân, chiều cao là 75. Này rất măng đẹp luôn nha cô chú, hoành đó là 25 hoành. Đó đế xè đều hết luôn nè, toàn bút măng rất là đẹp luôn. Rồi mã 19 vô lô giá là 500. Rồi 500. Mã 20 cây mini rất là dễ thương luôn nha cô chú, dáng bài này. Chiều cao đó là 33, hoành đó là 15,5 tới 15, đế đều luôn ha. Cây nhỏ mà rất là đẹp luôn, đế là đóng đều hết luôn. Cây rất là xinh luôn nè, này đế bàn rất là đẹp luôn nha cô chú. Rồi mã 20 vô lưu giá là 150. 150. Mã 21 chiều cao là 66, hoành là 21 hoành. Rồi mã 21 vô lưu giá là 250. 250. Mã 22 chiều cao là 62, hoành là 20. Đế xè qua trước bộ đế luôn. Đây VIP ha, khó đi đặt. Rồi mã 22 vô lưu giá là 400. Rồi 400. 23 cây này toàn rất là VIP luôn nha cô chú, chiều cao là 94,
hoành là 25. Đó, đế nè. Chi cành thì khỏi chê luôn. Rất là đẹp luôn. Rồi má 23 cho lưu giá là 500. Rồi, 500. 24. Chiều cao là 59. Hoành là 15. Chè nhỏ mà đế đẹp nha cô chú. Rồi má 24 cho lưu giá là 200. 200. 25. Chiều cao là 50. Hoành là 23,5 tính 23. Cày rất đẹp nha cô chú. Rồi mã 25 cho lưu giá là 500. Rồi, 500. 26. Chiều cao là 99. Hoành là 26 hoành. Chì cành đóng đều rang rất là đẹp nha cô chú. Đế nè. Đế đóng bích bầu luôn. Rồi mã 26 thì lưu giá là 600. Rồi 600. Mã 27. Chiều cao là 74. Có nhánh bài rất là đẹp nha cô chú. Hình thân nó là 24,5 tính 24. Đó dáng nè. Rất là đẹp luôn nè. Có nhánh bài nè ha. Bộ đế nè. Rất là đẹp nha cô chú. Cây này độc lạ luôn nè. Nồi đế luôn ha, dáng đẹp. Rồi má 27 vô lưu giá là 650. 650 thôi. Má 28. Chiều cao là 56. Hoành là 19. Rồi má 28 thì lưu giá là 350. Rồi, 350. 29. Chiều cao là 62. Hoành là 20,5 tính 20. Rồi má 29 cho lưu giá là 500. Rồi 500. Rồi má 30 là cây cu líp con. Rồi, nha cô chú. Chiều cao là 62. Hoành là 17. Đó bộ đế nè. Xè đều luôn nha cô chú. Cây rất đẹp luôn. Rồi má 30 là giá là 300. Rồi, 300. Rồi, cây 30 cũng là cây của clip con ngày hôm nay ạ. À. Rất mong cô chú anh chị dành chút thời gian xem clip và ủng hộ cho con. Con cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Nhí. Xin chào và hẹn gặp lại.